Bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là ứng dụng cái cách jQuery và Bootstrap trong cái bài toán về quản lý sinh viên. Thì đây là kết quả của bài hôm trước. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra là tôi muốn thêm một cái button là sắp xếp sort vào đây. Và khi mà người dùng ấn vào sort ở đây thì tôi sẽ làm nhiệm vụ là sắp xếp cái phần tên của người dùng này theo cái bảng chữ cái alpha b alpha thì tôi làm như thế nào. Thì quay lại cái phần source code của bài hôm trước thì việc đầu tiên là tôi cần đó chính là phải thêm một cái button reset vào đây. Và tôi sẽ sửa lại cái chỗ thằng này là sắp xếp là source. Rồi, cái chỗ này các bạn có thể sửa thành nút sort ở đây. Và để cho nó đẹp, tôi có thể thêm cái thằng nbsp vào đây. Cho nó có phần trắng này để các bức tập nhìn cho nó sáng sủa. Và bây giờ chạy lại chương trình. Đây là cái phần kết quả của bài hôm nay. Rồi, thế thì việc đầu tiên cần làm cho cái bài toán này là tôi cần phải lắng nghe được cái sự kiện của thằng sắp xếp này như thế nào. Thì là tôi dùng đô la thằng là source. Khi người dùng click vào, tôi sẽ lắng nghe sự kiện và tôi sẽ tạo ra một cái function callback ở đây để khi người dùng kích tôi sẽ xử lý code của nó. Thế thì cái vấn đề đặt ra là khi mà chúng ta điền ở đây email chẳng hạn là một các bạn kích ở đây b k A, C. Thì rõ ràng các bạn để ý nhé, dữ liệu của chúng ta hiện tại là chưa thể lưu được ở đâu cả. Do đó, vấn đề của cái bài toán ngày hôm trước thì các bạn mới chỉ đang dừng lại ở cái phần add trực tiếp dữ liệu nó vào trong tài liệu HTML thôi. Thế thì bây giờ để giải quyết được bài toán này, các bạn cần phải quản lý được các cái dữ liệu của bạn nhập vào đây. Thì việc đầu tiên ấy, để làm được điều này, thì các bạn phải viết cho tôi một cái mảng, giả dụ tôi viết thằng Dalit này và tôi dùng một cái bảng rỗng ở đây là new array. New array tiếp tục là mỗi một cái phần lúc mà chúng ta áp dữ liệu vào đây ấy, tôi sẽ cần phải kiểm soát được là cái dữ liệu của tôi nó như thế nào, thì tôi sẽ sử dụng đây để áp dữ liệu vào trong này đấy. Và ở đây là hiện tại dữ liệu nó đang trắng, tôi sẽ áp cái dữ liệu này vào cái index đầu tiên. Hiện tại index đầu tiên nó đang không, để lấy ra nó tôi có thể sử dụng data.len là như thế này. Thằng này nó sẽ trả về độ dài của nó, hiện tại là rỗng, rỗng của nó tương ứng với index bằng không thôi, lúc đấy nó sẽ là bằng này. Và đây cách sử dụng đối tượng ở trong cái thằng JavaScript hay chính xác là jQuery thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu này là chính là add cái phần dữ liệu thôi, là nó là một cái object đối tượng. Các bạn đặt tên cho nó là full name ở đây chính là tên biến của nó thôi, full name một cái thuộc tính của nó, cái đối tượng này. Giống như bạn nào đã từng học về thằng C thì các bạn hiểu cái thằng full name này hay là thằng cái thằng này giống như là một struct, là một dạng cấu trúc. Những cái thằng này chính là những cái biến trong cấu trúc thôi. Tương tự như cái thằng này các bạn đặt tên tiếp là address. Rồi, tiếp tục là tuổi. Các bạn dùng tuổi để đặt tên cho nó trùng nhau để làm cho nó dễ. Còn bạn nào điền bừa cũng được hết, nhưng tôi khuyên là chỉ nên đặt cho nó thống nhất, cho nó chuẩn thôi, cho nó dễ dùng trong lập trình. Đấy, đây là cái quá trình các bạn đã áp dữ liệu của nó vào. Giả dụ bạn áp lần đầu thì lần sau cái độ dài len này của chúng ta nó sẽ tăng lên thành 1. Lần sau thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải áp nó tiếp vào phần từ tiếp theo, thì phần từ index tiếp theo là bằng 1. Này, tương tự như thế là cái quá trình áp để quản lý dữ liệu. Các bạn chú ý đây là cái cách quản lý dữ liệu nhé. Cái này các bạn hiểu nôm na ban đầu ấy, thì là cái thằng datalib đang là rỗng. Các bạn áp thêm nó vào, add thêm cái đối tượng này vào này, thì là add thêm vào cái phần từ đầu tiên, cái đầu từ đầu tiên của nó hiện tại nó đang index bằng 0. Rồi add xong thì cái thằng datalib.len này tăng lên 1 thôi. Thì tiếp tục add lên phần từ thứ hai thì chúng ta sẽ thành 1, nên phần từ thứ ba index nó sẽ là bằng 2, tương tự như thế cho đến cuối cùng. Thì làm như thế này thì là chúng ta đã quản lý được cái phần dữ liệu của chúng ta rồi. Đấy. Ok.
Bài toán của chúng ta là yêu cầu chúng ta sắp xếp lại các bảng chữ cái tên của thằng này theo thứ tự alpha, beta. Thì để làm điều đó thì việc đầu tiên các bạn cần phải xóa hết dữ liệu ở bên trong cái phần về ý tưởng ấy. Thì là các bạn sẽ làm nhiệm vụ là thứ nhất, các bạn sẽ sắp xếp cái dữ liệu của cái thằng này này, thằng Datalit này, theo bảng chữ cái alpha b đấy. Việc thứ hai, các bạn cần xóa cái dữ liệu trong cái thằng table này đi. Và việc thứ ba là các bạn sẽ làm nhiệm vụ là add lại cái dữ liệu trong cái thằng table đấy bởi cái biến datalit này. Tại vì ý tưởng của nó là như thế, thì các bạn cứ làm lần lần lượt thôi, lần lượt. Bước đầu tiên là tôi sắp xếp này. Để sắp xếp thì tôi sử dụng đến cái giải thuật selection sort cho nó quen thuộc với như các bạn thôi. Rồi tôi sẽ sử dụng đến hai câu lệnh for là for là y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn datalit chấm len trừ 1 chấm phẩy y cũng cộng. Đây là cái giải thuật của nó, thì tôi nghĩ ai cũng biết rồi nên tôi sẽ không giải thích lại nữa. Nếu bạn nào không biết thì các bạn có thể lên trên mạng search nhé về cái hướng giải quyết này. Thì không thì rồi tiếp tục tôi sẽ kiểm tra là if nếu như thằng datalib này tại phần tử thứ y mà tôi sắp xếp theo tên là full name, nếu như cái full name này riêng các bạn học về JavaScript thì nó rất là khác biệt, thì các bạn để so sánh của nó các bạn có thể sử dụng cái dấu lớn hơn nhỏ hơn thôi, nó giống như kiểu so sánh số nguyên cũng thế. Đây so sánh chuỗi các bạn cũng dùng lớn hơn nhỏ hơn, sử dụng lớn hơn bằng datalib g chấm full name đấy, giống hệt nhé. Khi các bạn đã từng học về thằng C rồi ấy, thì các cú pháp này các bạn sẽ cảm giác nó rất khác và khó. Đối với thằng C ấy, thì các bạn dùng cái câu lệnh là so sánh là str compare này các bạn để so sánh hai chuỗi, nhưng riêng thằng JavaScript thì nó lại là dùng cái này. Thì tôi nghĩ là chỉ có JavaScript thì các bạn mới làm được cái cách này thôi nhé. Đến các ngôn ngữ lập trình như là Java sau này, hay là các bạn học về C sharp, hay là những cái thằng ASP hay là C cộng cộng, thì cú pháp này nó không có ý nghĩa đâu nhé, nó không đúng với cái trường hợp đấy đâu. Đây nó chỉ đúng với thằng JavaScript jQuery thôi. Và chúng ta sẽ tự làm nhiệm vụ là hoán đổi vị trí của hai thằng này. Thì tôi dùng một cái biến tem và biến tạm để lưu lại cái phần tử thứ y của nó đấy. Data y này tôi sẽ swap nó chính bằng cái dữ liệu của thằng data z đấy. Và tiếp tục data z này chính là biến tem. Thế là cái quá trình này là tôi đã thực hiện quá trình sắp xếp xong rồi. Bước thứ hai là tôi sẽ làm trống rỗng empty cái thằng kia lên. Thì tôi dùng câu lệnh này là thăng là dữ liệu của cái thằng kia là data list ở đây. Như cái bài trước tôi cũng hướng dẫn cho bạn rồi, cái câu lệnh empty này sẽ làm mất hết dữ liệu. Và ở đây tôi sẽ làm nhiệm vụ add lại các thằng user. Đấy, thì add lại của nó tôi chỉ cần dùng câu lệnh for thôi, là y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn là thằng em chấm phẩy y cộng cộng. Và đây tôi sẽ copy cái dòng append các dữ liệu trước ở đây vào, bởi vì nó là một thôi. Và những cái thằng null này tôi sẽ sửa lại cho thành là tôi khai báo một cái biến khác đi, null thì bằng y cộng 1 thay dữ liệu không bị sửa của thằng y. Và đây là full name. Rồi tương tự tôi chỉ cần thêm cái thằng này vào đầu của mấy cái đằng kia. Rồi các bạn chạy lại chương trình, tôi điền đây là A, địa chỉ là A, tuổi 1, email tôi điền vừa thôi. Đây các bạn để ý nhé, đây chính là cái phần dữ liệu của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ ấn vào nút sort. Đây dữ liệu của nó sẽ sắp xếp là g c b e f, cái này sắp xếp chưa chuẩn lắm. Đây check lại xem nào.
name và sắp xếp vào đây. Data lib. À, sorry các bạn, đây. Tôi dùng câu lệnh sai. Rồi, tôi sắp xếp lại. Thì đây, thứ tự của nó đã được sắp xếp là A, C, F, G, K. Khá là chuẩn rồi đúng không các bạn? Thì đây chính là cái kết quả của bài toán ngày hôm nay.